Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Dân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai giảo Tân Châu. Lô này to nhưng quý vị, to hơn thường lệ nha. Thì quý vị cũng đã từng xem và cũng đã từng chơi qua thì giảo Tân Châu này bông rất là đẹp nha quý vị. Đây, chào Dân. Dạ em chào anh Tính. Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị trên toàn quốc nha. Hôm nay em có một số phôi mai giảo Tân Châu ha. Giao lưu với quý cô chú anh chị, mong quý cô chú anh chị xem video ủng hộ tiếp cho em ha. Em ở xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Số điện thoại của em là 0857703620 ha. Đó cũng là số Zalo của em. Tất cả các cây thì em bao phí ship toàn quốc nha. Em cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú anh chị rất là nhiều trong thời gian qua đó ủng hộ cho em ha. Em mong quý cô chú anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ cho em thời gian tới. Để không làm mất thời gian thì em vào chi tiết cây tiếp theo của cái clip vừa rồi nha quý vị, mã số 25 nha. Rồi mã số đầu clip là mã số 25. Rồi, chiều cao. Số 25 chiều cao là 40. Đó, dáng cũng đẹp luôn. Clip hôm nay thì hoành to nha quý vị. To hơn thường lệ nha. Rồi 13 hoành quý vị. Giá Tân Châu về đặt bự lắm rồi đó. Rồi mã số 25 giá 1,2 triệu quý vị. Rồi 1,2 triệu xuống cây. Tiếp theo là mã số 26. 26 cao luôn. Rồi cao 35. Rồi hoành luôn. Rồi 15 hoành quý vị. Rồi hoành 15. Rồi giá luôn như đây. Rồi mã số 26 giá 1,2 triệu luôn nha quý vị. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây. Tiếp theo là cái số 27. 27 ha, dáng lắc có ta cành đẹp ha, để đẹp luôn. Rồi 27 cao 35. Để đẹp luôn ha. Để xe đều cái gì, cái trên thân nó bị lũa nhưng mà nó đã cuốn hai cái bên cuốn rất là mạnh những gì. Còn cả cái ngón tay út nên là nó bít luôn cái gì. Rồi, hoành thân là 14. Để luôn. Đó, lực quá ha. Thấy xe đều quý vị. Rồi, giá luôn như đem. Dạ, mã số 27 giá 1,100,000 quý vị. Rồi, 1,100,000 xuống cây luôn. Tiếp là cái số 28. 28, cao. Rồi, cao là 28 luôn. Rồi, hoành luôn em. Rồi quanh 12. Mã số 28 giá 650 quý vị. Rồi 650 xuống cây. Tiếp theo là mã số 29. 29 này uống cao 30. Sát luôn ha. Gần dính nè. Xíu nữa dính nữa. Rồi quanh em nó. Dạ 14 của anh quý vị. 14 ha. Để xe cũng đều nha quý vị. Rồi giá luôn như đem. Rồi mã số 29 giá 1,2 triệu luôn quý vị. Rồi 1,2 triệu xuống cây. 30. Tiếp là mã số 30. 30 cao luôn. Rồi 30 cao 50 quý vị. Rồi. Rồi vô hoành luôn. 13 hoành. Rồi hoành 13. Rồi giá luôn như đem. Số 30 giá 500,000. 500. Rồi xuống cây. Tiếp là 31. Rồi cao luôn. 31 cao 34. Rồi hoành luôn em. Rồi 13 hoành quý vị. Đó ngoài đó 13 ha. Dính rồi đó. Rồi giao luôn như đem. Mã số 31 giá 1,100,000 quý vị. 1,100,000. Số 32. Số 32 cao luôn. 32 cao 45. Rồi hoành luôn em. Rồi 15 hoành quý vị. Rồi hoành 15. Rồi giao luôn như đem. Dạ mã số 32 giá 800,000 quý vị. 800. Rồi xuống cây. 33. Tiếp là 33. 33. Cao luôn. 33 cao 44.
Rồi, hoành luôn em. Dạ, hoành 12 quý vị. Rồi, 12 hoành. Dạ, giá 950 luôn quý vị. 950, rồi, xuống cây. Rồi. 34. 34 cao 65. 65 cao. Rồi, hoành luôn em. Hoành 16. Rồi, 16 hoành. Để xe rất là nè. Đều luôn quý vị. Giá 800 ngàn quý vị. Rồi, 800 quý vị. Rồi, xuống cây. 35. Rồi, 35 em này hoành vậy là to rồi ha. 35 cao 60. Rồi, 60 cao. Rồi, vô hoành em nói luôn. Này khá to đây. Điều. Rồi, 18 hoành quý vị. Rồi, hoành 18. Rồi, giá luôn như em. Dạ, mã số 35 giá 1.4 triệu quý vị. 1.4 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. Giáo Tân Châu, hoành 18 là cũng bự lắm rồi ha. Số 36. 36. 36 cao 40. Em này có cái bộ đế nhìn duyên quá nè. Đó. Giống ngàn tiền cá quá. Cái mình đầu gói đuôi. Hai cộng chuyện. Ngàn tiền cá. Rồi 16 hoành quý vị. Rồi, nàng tiên cá nha, cô để nàng tiên cá nha. Rất là đẹp quý vị. Rồi giá 1 triệu 2 luôn quý vị, mã số 16, 36. Rồi 1 triệu 2, rồi xuống cây. 37. Cái số 37 cao 66. Rồi 66. Tại cảnh cũng khá là ha. Rồi. Quanh em nói luôn. Quanh 14. 14 quanh. Rồi mã số 37 giá 1 triệu 2 quý vị. Rồi 1 triệu 2. Rồi xuống cây. Tiếp là 36, 38. 38 tay cành đẹp ha. Có đế luôn. 38 cao 70. Quanh cũng to to nè. So với giảo Tân Châu thì em này thì quanh cũng to to rồi đó. Có tay cành sẵn luôn. Đây, để đây. Để trường luôn ha. Dạ 18 hoành quý vị. Trường ở trước có trống có chịu luôn, có chòm luôn. Rồi giá 1 triệu tư quý vị. Rồi 1 triệu tư. Rồi xuống cây. 39. Rồi 39. Phải cành đều luôn. 39 cao 1 mét. 1 mét. Đó, phải cành đều luôn. Ở dưới có nhánh hồi hồi với luôn. Rồi, vô hoành luôn nha quý vị. Dạ 19 hoành quý vị. Rồi, xe luôn, có nhánh hồi đó. Đế rất là đẹp quý vị. Có chân chịu trước không nha quý vị. Đế nơm của nở quý vị. Rồi, giá 1 triệu 100 ngàn quý vị. Rồi, 1 triệu 100 ngàn. Rồi, xuống cây. 40. 40 quý vị. 40. Rồi, chiều rồi, cao. 40 cao 45. Rồi, hoành luôn em. Trời ơi, sao để ra ngoài? 12 hoành. Sao để ra ngoài khi vô nặng mình chết. Rồi, mã số 40 giá 900 ngàn. Rồi, 900 ha. Này có cái cũ cũng đẹp quá nè. Rồi, xuống cây. Có chừa cây lại không? Rồi, 41 em này Thủ Đức ha. Dạ, 41 bản số 41 mà mai thôi Thủ Đức không có gì. Rồi, cao 1m3. Rồi, 1m3. Rồi, vô hoành luôn dân. Hai mươi sáu hoành luôn. Rồi, hoành 26. Xê xê để luôn. Để cũng đều hết trơn này quý vị. Mã số 41. 41 quý vị. Giá luôn nhiêu đem? 41 giá 1 triệu tư quý vị. Rồi 1.4 triệu. Bao ship luôn nha quý vị. Rồi mã số tiếp theo là 42 đây quý vị.
Tiếp tục đây là một phôi mai giáo hạt Thủ Đức nha quý vị. Cao khoảng 1,5 m quý vị. Rồi, 1,5 m cao ha. Cũng nở quý vị. Rất là già cây nha quý vị. Đang lên xù. Đang lên bể nách lên xù rất là nhiều quý vị. Bể nách rất là nhiều luôn. Nách nó bể bể vậy nè. Em báo bể nách chứ mình chưa có báo xù chính thức nha quý vị. Dưới đây nách dưới đây cũng già, cũng già cây quá xá đây ha. Rồi dài dài dưới thân dưới đây cũng ha. Bể bể ha. Cũng bể ha. Đây thì nó có cái vết lụa ở đây. Nhưng mà nó đã cuốn rất là mạnh nha quý vị, sam cứng hết rồi nha. Sam cứng nè. Rồi vô quanh luôn. Đảm bảo với quý vị mình không có một nha, 41 quành quý vị. Rồi quành 41, rồi xê đế luôn. Dẹp chiều khóa đàng hoàng đấy con. Đế quý vị. Đế cũng đều đây ha, quành cũng đều to cũng ha. Đây cũng có đế nữa nha quý vị. Mấy này nó già, cây nó chảy chảy. Dạ. Rồi cái này giá luôn nhiêu đêm? Dạ mã số 42 giá 3,5 triệu quý vị. Rồi, bao ship quý vị toàn quốc nha quý vị. Toàn quốc luôn. Dạ. Rồi xuống cây. Cây đó chắc bán. Mã số tiếp theo 43 quý vị. 3. Rồi chiều cao luôn em. Cao này cũng khoảng 1,5 m quý vị. Rồi khoảng 1,5 m ha. Có tay cành luôn. Bẻ ngang hết trời rồi quý vị. Tay cành lực quý vị. Rồi mình xuống hoành em nói luôn ha. Này có dưới cụ đê cũng to. Hoành đo ngay vị trí này 39 ha. Yeah. Rồi 39 hoành nha quý vị. Rồi để quý vị nghe kỹ nha. Đó. Rồi giao luôn như đêm. Rồi mã số 43 giao luôn giá 3,5 triệu quý vị. Rồi, cũng bao ship quý vị mình ba toàn quốc luôn nha. Toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo ra quý vị. Mã số 40 hình như là 44 ha. 44 quý vị. Rồi, em giao luôn mở số 44 là nguyên lô 32 cây nha quý vị. Rồi lô này mình giao lưu nguyên lô hả Dân? Dạ. Có tổng cộng là 32 cây. 32 cây. Để em đo cây hoành lớn nhất. Cây lớn nhất kế bên em nè. Em này nè, lớn nhất nè quý vị. Đảo Thủ Đức quý vị. 24 hoành. Đó trên đó 24 ha. Đế cũng đẹp quá nè. Có cái giót đọt hả? Giót đọt. Giót đọt 18. 8 này, bé này cũng đế cũng bự ha. Rồi quý vị nghĩ rồi hồi mình đo một em nhỏ đi ha. Dạ. Nghĩ đế trước đi ha quý vị. Cái lô này đế nó cũng đẹp đẹp không nè. Cái gì? Đẹp, đẹp không ha. Dáng lắc có ha. Đa số là lắc ha. Này lắc không à? Em đo cái cây hoành nhỏ nhất của gì? Nhỏ để lựa thử nha. Cái này anh đó. Ok. Cái đây đây, này nhỏ nhất nè Dân ơi. Đây. Cái camera nè, cái này ha. À, cái đó nhỏ nhất trong đám luôn. Chỉ có em đó là nhỏ nhất luôn. 13 hoành quý vị. Rồi 13. Còn mấy em kia chắc to to không nhưng quý vị. Hảo hảo mấy em ngoài đây nè. 15. Em này. 17 quý vị. Chỉ có một em đó là nhỏ nhất, mình lựa nhỏ nhất luôn đó quý vị. Còn mấy em này cũng to to không nè. Em này. Em này ra. Dạ 20 quý vị. 20, 20 luôn, có hơn. Dạ. Rồi mấy em này cũng bự bự cỡ 20 em không thấy không à. Có phá qua đi. Rồi để đẹp đẹp không nè quý vị. Đi gọi mẹ thư. Đẹp không ha. Dạ dạ. Rồi lô này mình giao luôn sao đi? Dạ em dân? Giao luôn nguyên lô này 350.000 cây á quý vị. Rồi bình quân ha. Dạ. Bình quân là 350.000 cây. Lô này tổng cộng là 32 cây ha. Cây. Em bao ship 200 km quý vị. Rồi. Còn quý vị nào mà ở xa chốt thì cho em xin thương lượng phí ship luôn quý vị. Rồi.
Rồi mình qua lô tiếp theo mã số 45 ha. 45 quý vị. Lô này 50 cây quý vị. Rồi có tổng cộng 50 cây đây ha. Dạ. Đây, quý vị nhìn nghía sơ mấy em nó quý vị. Cũng đế cũng quá xa đế đây ha. Đủ cỡ ha. Giờ mình đo ngẫu nhiên cây nào cũng được hết dân ơi. Cây này 15 quý vị. Cây này 15, em kế bên đây, cây này. Dạ 12. Rồi. Đó. Có nhỏ này kìa. 10. Có em nhỏ nhìn nhỏ xíu xíu nè. Xíu xíu đó, 52 không cây mà không? Tính 50 cây quý vị. Con em xíu xíu nè. Rồi, 50 mấy cây tính 50 cây. Đây. Em này nhỏ nhỏ đo em nhỏ coi cho. Này hả em? Ừ. Này 6 rồi quý vị. 6 ha. Còn dài dài trong đây cũng có bự bự nhóc nha quý vị nè. Có to con nhóc đây ha, trực có ha. Trực có lắc có ha. Cái này tuy là quành nó nhỏ nhưng mà đế thì cũng đặt kẹo hết trơn nè. Đế đặt hết trơn ha. Rồi mình giao lưu sao đi Dân? Dạ em giao lưu giá là 80.000 cây quý vị. Rồi 80.000 cây ha. Dạ. Giao lưu nguyên lô luôn. Nguyên lô này 50 mấy cây mà tính quý vị là 50 cây thôi ha. Dạ. Rồi 80.000 ha. Bình quân cây nha quý vị, chứ không phải 80.000 nguyên đám này chắc là chắc bán đất luôn. Rồi lô tiếp theo em. Dạ tiếp theo bên đây em lô 46. Rồi này, lô này mã số là 46 ha. Hoành to nè, này cũng to to lên nè. Rồi, tổng cộng này khoảng bao nhiêu cây dân? Bao nhiêu cây anh? Dạ 50 cây quý vị. 50. Này cũng có số trực, số lắc ha. Dạ. Quý vị xem đế trước đi nha quý vị. Lô này thì đế quá xa xa đế này ha. Trực có lắc có ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích lô nào hoặc là thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo em Dân nha quý vị. Vậy cứ mạnh dạn alo ha, thương lượng ha. Đó. Đế quá xa nè quý vị. Kẹo trên này ha. Dạ dạ trong kia cũng vậy ha. Đâu cũng vậy nhưng quý vị, chứ không phải chỗ mình ra máy nó đẹp nhưng chỗ nào nó cũng đẹp nha quý vị. Đó. To có nhỏ có ha. Đủ cỡ hết trơn. Em đo ngẫu nhiên. Đo ngẫu nhiên đi. Cây dạng trung trung nè, cây này là dạng trung trung nè. Là 15. Là trung trung là khoảng 15 đó. Cây này đẹp không hủ quý vị. Đó. Em đo. Đo cây nhỏ này đây, bao nhiêu? 12 quý vị. Nhỏ 10 đó, nhỏ 12 đó. Dài dài kia thì đế đẹp thôi. Nắng lên hơi bị chá xíu ha. Dạ 15. 15 ha. Đế đẹp không ha. Dạ 15 luôn quý vị. Rồi. Từ 12 tới 15. Có to hơn cũng có nha. Dạ. Đây nè, có cái này cũng to nè. Cái trực này to nè. Cái dáng lắc này cũng to nè. Rồi lâu này mình giao lưu. Dạ em giao lưu bình quân 250.000 cây quý vị. Rồi, em giao lưu nguyên lô 50 cây á. Rồi. Dạ em cũng bao ship 200 km. Quý vị nào mà có ở xa thì có mua chốt thì xin cho em xin thêm thương lượng thêm phí ship như quý vị. Rồi lô này 46 nha quý vị. Thì mã số 46 cũng là mã số cuối của clip rồi quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị thích lô nào thì cứ mạnh dạn alo em Dân nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.